Để nó gắm cà chua đi. Gắp, gắp đậu phộng ra rồi dằm một cái chảo nó mà nấu ít. Nấu canh à? Nấu canh không? Dạ. Nhiều quá. Nấu nãy thôi. Nấu nhiều. Nấu nãy canh chua. Cứ luôn nó còn hơn 2 bát đồ tô nước là được. Hơn 2 bát. Nấu canh cà chua bình thường á? Ừ. Ủa thêm tí dầu nữa mà dám mà nó rồi vớt đậu phộng ra xuống rồi đúng một cà chua được thì bỏ đậu phộng vô. Nấu cái nồi. Nó ừ, khi nấu cái nồi thì thau chảo xong nó hết đi thau luôn cái chảo thịt của mày đây nha. Thì dán luôn trắng này bố mày chưa về nè. Mày có về ăn cơm rồi tao về đồ ăn nè. Mình đã hoàn thành xong cái bình hoa rồi nhé mọi người. Cảm ơn mọi người đã đón xem video này của mình. Bye bye.